Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Chạy thoát được đâu. Miu Miu, rẽ trái. Wiu wiu wiu, đã thấy tên trộm. Wiu wiu wiu, đi nhanh nhé. Ho he, ho he, nhìn ta đi nhanh nhé. Oh yeah, oh yeah, đừng mơ đuổi kịp ta. Rum 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 rum, mau đến nhanh nào, mình là một siêu cảnh sát đây. Mau dừng lại soi kia. Người sẽ không chạy thoát được đâu. Wiu wiu wiu, tôi đang bắt tên trộm. Wiu wiu wiu, dừng lại nhé. Đi 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 đi, nhanh nào nhanh nhé. Đi 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 đi, mình cần giúp đỡ. Tôi hiểu rồi. Rum 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 rum, ta hãy nhanh. Mình là một đội siêu cảnh sát đây. Yeah! Mau mau bắt hắn nhanh. Người sẽ không chạy thoát được đâu. Wiu wiu wiu, siêu cảnh sát. Wiu wiu wiu, đi đi thôi. Wiu wiu wiu, siêu cảnh sát. Wiu wiu wiu, đi đi thôi. Wiu wiu wiu, chúng ta dùng cả. Đến giờ đi tắm rồi. Tắm ạ? Vâng. Yeah. La 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 la, đi tắm thôi nào. Yeah 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 yeah. Xem bong bóng bay lên nghịch bóng. Chơi vui nào. Xong rồi mình sẽ thơm tho. Và con có mùi rất thơm nữa đó. Con rất thích tắm. Xin chào, tớ là Kiki. Còn tớ là Miu Miu. Hmm.
hổ, bác có vẻ rất lo lắng. Bác có chuyện gì vậy? Nhân viên thu ngân của bác bị ốm mà bác chưa tìm được người thay thế. Vậy thì hãy để bọn cháu làm thu ngân giúp bác nhé. Vậy thì tuyệt quá, bác cảm ơn các cháu. Baby Bus trong vai nhân viên thu ngân. Chúng cháu là nhân viên thu ngân. Xin chào. Xin chào. Đặt hàng bạn muốn mua lên, thanh toán thôi nào. Đặt hàng bạn muốn mua lên, thanh toán thôi nào. Này chuối này táo này dâu và nho, mình đặt lên đây. Kẹo này bánh quy sữa và bánh ngọt, mình đặt lên đây. Nào mình cùng lấy máy ra rồi quét mã nào. Bíp 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 bíp. Kiểm tra thêm lần nữa xem đếm đã đúng chưa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Có 8 món, vậy là đã đủ rồi. Giờ quẹt thẻ nữa thôi là mình đã xong rồi. Và bạn cầm túi đi, chúng tôi rất vui khi được gặp bạn. Chúng cháu là nhân viên thu ngân. Xin chào. Xin chào. Đặt hàng bạn muốn mua lên, thanh toán thôi nào. Đặt hàng bạn muốn mua lên, thanh toán thôi nào. Này chuối này táo này dâu và nho, mình đặt lên đây. Kẹo này bánh quy sữa và bánh ngọt, mình đặt lên đây. Nào mình cùng lấy máy ra rồi quét mã nào. Bíp 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 bíp. Kiểm tra thêm lần nữa xem đếm đã đúng chưa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Có 8 món, vậy là đã đủ rồi. Giờ quẹt thẻ nữa thôi là mình đã xong rồi. Và bạn cầm túi đi, chúng ta rất vui khi được gặp bạn. Cảm ơn sự giúp đỡ của các cháu. Hôm nay Kiki và Miu Miu đã giúp đỡ bác Hổ. Hãy gắn huy chương cho các bạn ấy nào. Tạm biệt. Ôi không, ông già Noel bỏ quên mất một món quà rồi. Đó là quà cho Timmy. Hãy mang món quà này đưa cho ông già Noel nào. Đồng ý. Hãy mừng Giáng sinh an lành đã đến rồi. La 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 la. Những chú yêu tinh mang quà cho bé kia. La 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 la. Mình cùng đón xem quà kia có gì. La 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 la. Bé ngoan ơi hãy đợi thêm chút nào. La 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 la. Vui ngày lễ luôn được mong đợi và chúng tôi yêu tình truyền những món quà dành tặng bé thật ngoan. Giáng sinh an lành, Giáng sinh an lành, ngày lễ ta mong đợi nhất năm. Nào mình cùng nhau hãy mang những món quà dành tặng cho em bé. Thank you.
Ôi, Mimi, trốn đi, xuống dưới gầm bàn. Chấn động đất khiến tất cả rung lắc liên hồi, nhà bị sập xuống rất đáng sợ. Bị kẹt ở nơi sắt tôi hù hù hù, biệt đội hãy đến cứu chúng tôi. Mẹ ơi, ở đây tối quá, con chẳng nhìn thấy gì cả. Con yêu đừng sợ, biệt đội giải cứu sẽ đến ngay thôi. Trận động đất khiến tất cả rung lắc liên hồi, nhà bị sập xuống chúng ta phải đi cứu người. Này biệt đội giải cứu hãy sẵn sàng, nào mọi người ta lên xe đi ngay nào. Đi nào. Mẹ ơi, con nghe thấy tiếng gì ở ngoài kia? Chắc hẳn là biệt đội giải cứu đó Mimi. Con hãy mau thổi sáo, có thể họ sẽ nghe thấy đấy. Vâng ạ. Hình như có tiếng sáo đang ở đâu đó trong này. Mình cùng nghe kỹ nhé, xem bạn đang ở đâu. Đừng lo vì đã có chúng tôi đến đây. Giờ bình tĩnh, tôi sẽ cứu bạn. Đó là một cơn dư chấn, mọi người hãy cẩn thận nhé. Này xe buýt, chúng tôi cần bạn giúp ngay nào. Chuyển những khối đá to rất to. Trực thăng hơi cùng giúp nào. Bạn và tôi đi cứu người. Nào mình cùng nhau ta cứu thôi. Cảm ơn biệt đội giải cứu. Không có gì ạ. Mọi người vẫn ổn chứ? Chúng tôi vẫn ổn. Bạn cá vàng của mình. Cá vàng á? Mimi. Cá của bạn đây. Ôi, bạn cá của mình. Ôi tuyệt quá, bạn ấy cũng không sao rồi. Mình muốn uống nước ngọt quá. Nước ngọt, nước ngọt. Ở đây có nước ngọt miễn phí. Nước ngọt của mình đâu? Chắc cái máy này bị hỏng rồi. Mình phải làm cách nào để lấy được nước ngọt đây? Ba ơi, con muốn mua gì đó để uống. Mấy bán hàng thân yêu với rất nhiều thức uống. Wow. Con sẽ chọn ăn sữa chua thật ngọt ngào và thơm ngon. Yeah. Đặt tiền vào đây, ta bấm nút chọn nhé. Ta có ngày sữa chua thật ngọt ngào và thơm ngon. Ồ, mình nên bấm nút nữa. Thật quá dễ. Mày bán hàng thân yêu với rất nhiều thức uống. Ta sẽ chọn uống nước ngọt thật lạnh vị cola. Giờ mình cùng ấn nút, giờ mình cùng ấn nút. Ta có ngày nước ngọt thật lạnh vị cola. Ơ, nước ngọt của ta đâu? Ở đây có máy bán nước tự động này. Máy bán hàng thân yêu với rất nhiều thức uống. Wow. Ta hãy mau chọn nước cam thật là thơm ngon. Yeah. Đặt tiền vào đây, ta bấm nút chọn nhé. Ta có ngày nước cam thật là thơm ngon. Yeah. Ta nên đặt tiền vào đó nữa. Máy bán hàng thân yêu với rất nhiều thức uống. Wow. Ta sẽ chọn uống nước ngọt thật lạnh vị cola. Đặt tiền vào đây, ta bấm nút chọn nhé. Ta có ngày
ngày nước ngọt thật lạnh vị cola. Chắn không? Vâng chắc ạ. À. Hãy há miệng. Nó rất là cay đấy. Này này con yêu, đang ta con có uống cola không đâu mẹ? Chắc chắn không? Vâng thưa mẹ. Hãy há miệng. Còn bị ợ do uống cola đấy. Mimi, Mimi, oh Mimi, đang ăn đường à? Không em à? Chắc chắn không? Chắc chắn mà. Hãy há miệng. Ha ha ha. Nhìn này, tớ tìm được một đống thức ăn. Ăn ngon quá. Quá đi thôi. Đau quá. Cháu đã ăn quá nhiều kẹo và không đánh răng thường xuyên. Chúng là vi trùng sâu răng. Đau răng, ôi thật đau. Ouch, ouch. Không lo đâu, hãy để cô giúp nhé. Đuổi sạch hết vi trùng. Nước phun vào nhé. Shoo, 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 shoo. Đánh răng sạch sẽ. Đuổi sạch hết vi trùng. Suýt, suýt nữa đi. Không, răng sạch qua. Ôi không, ôi không. Răng ta đã sạch sẽ. Đôi sạch hết vi trùng. Ôi không, răng sạch qua. Ôi không, ôi không. Răng ta đã sạch sẽ. Đừng quấy rối xung quanh. Nhưng cháu vẫn bị đau. Bởi vì vi trùng vẫn còn ở trong răng của cháu đó. Đau răng rồi thật. Hãy để cô giúp nhé, đuổi sạch hết vi trùng. Giúp răng sạch sẽ, du 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 du. Giúp răng sạch sẽ, đuổi sạch hết vi trùng. Xem đây ta hàn răng nhé. Oh yeah, oh yeah. Xem đây ta hàn răng nhé. Tạm biệt đám vi trùng. Sạch sẽ. Oh yeah, oh yeah.
Nếu hàng ngày cháu đánh răng thật sạch, chúng sẽ không dám đến nữa.